Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Java Shizuo, một dòng xe mà cũng đã rất là quen thuộc với các bác chơi xe rồi, một chiếc xe có tầm giá dưới 10 triệu mà đã được sử dụng bộ group chuyển động Shimano Soza, dây chạy âm sườn, thiết kế rất là thời thượng đời mới, bi vòng cuối lổ với túi đĩa trục rỗng. Đấy, và chiếc xe này đang được bán bên em mức giá chỉ có là 6.600.000. Thì tại sao lại có mức giá rẻ thế, và vì những chiếc kia em hay bán nó khoảng tầm hơn 9 triệu cơ. Thì chiếc này thì tại vì là cái ngoại hình của nó bị xước nhiều. Nói thẳng ra là nó không được còn được đẹp. Nó bị xước sơn các thứ, nên là em bán với mức giá gọi là rẻ. 6.600.000 màu Shimano Suza. Nó chỉ là xước ngoại hình thôi các bác nhé. Còn vấn đề chuyển động hay là bi biết là bọn em kiểm tra rồi. Còn rất là ngon. Khung thiết kế dây chạy âm sườn này, và thiết kế một cái dáng khí động học để cản gió lúc các bác di chuyển trên đường nó được tốc độ tốt hơn này. Một Shizuo khung nhôm, càng là càng carbon các bác nhé, càng carbon. Sử dụng full một bộ group của Shimano Soza với 9 tầng lip và 2 tầng đĩa, cho xe có 18 tốc độ khác nhau, đùi đĩa trục rỗng, đùi này đùi nguyên zin, thanh ngàm 3 mảnh, may bi vòng cuối lổ. Phần ghi đông của chiếc xe cũng được trang bị ở đây là bộ tay lắc của Shimano Soza hai bên. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 44 cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 48 cm. Thì xe có size nó khá là nhỏ cho các bác, từ khoảng 1m59-60 đến khoảng 1m70 đi là phù hợp. Chuyển động các thứ còn rất ngon lành nhé. Trước khi giao xe là bên em đã kiểm tra và bảo dưỡng toàn bộ xe rồi. Thì cái giá bán chỉ có là 6.600.000 bao ship toàn quốc, cho tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Bây giờ thì các bác cần đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.